Rồi hello anh em ơi, em là sao cửa hàng xe máy gánh thép anh em ơi. Nay bên em về gặp Winner X V3 nha anh em. 2023 xe cực chắc cực đẹp nha anh em. Đó. Mẫu mã cực kỳ sang trọng rồi, nhìn rất là ngầu ha. Trước mặt màn hình anh em thì em sẽ đi chi tiết con đỏ trước ha. Thì xe Winner V3 này thì bên em đang bán giá cực kỳ rất là tốt nha anh em. Đó. Anh em nào đang muốn tìm sở hữu để xài dòng này á thì anh em liên hệ cho bên em ha, giá cực kỳ tốt để cho anh em tiết kiệm được khoản tiền ha. Đó, con đỏ thì đem đi chi tiết con đỏ này. Con đỏ này thì đời 2023 nha anh em. Con này bản CBS ha. CBS màu trắng đỏ đen ha. Đỏ đen trắng đi, phối ba màu ha. Xe cực đẹp, xe đi 800 cây nha anh em. Thì dòng xe này đi 800 cây thì như xe mới ha. Không khác gì xe mới ha. Đó. Thì em chỉ quay chắc xe ha anh em. Tại vì con này thì nó như xe mới anh em ơi. Đó, anh em nhìn ha. Anh em nhìn đánh giá ha, các nước ha. Đó. Các nước làm nó không mốp ha. Còn rất là đẹp luôn nè, ốc tán đồ nè. Đó, ốc tán để anh em nhìn ha. Em quay cận cảnh luôn. Đó, tem bọng còn trơn. Vỏ đó ha. Vỏ theo xe gai phắn còn ha. Đó. Màu đỏ rất là đẹp ha, đỏ bóng nha anh em. Đỏ bóng. Đó, phối tem nè, rất là đẹp luôn, bản Sport ha. Đó, Sport. Đó, bản thể thao ha. Rất là đẹp luôn nha anh em, 2023 nha. Đó. Xe này thì em đi nhanh thôi anh em ơi, tại vì nó rất là mới ha. Nó rất là mới chứ nó không có gì để tả luôn nha anh em, nó quá là mới luôn. Nó cản đồ ốc nè, còn chấm sơn hẳn hết ha. Đó, mình áo là bao anh em là bao đẹp ha, không lỗi ha. Đó, không lỗi luôn nha anh em ơi. À, ốc cốt nè. Anh em nhìn ha. Mâm bọng là không có quanh mốc méo gì luôn nha anh em. Đó, anh em yên tâm ha. Nè, ốc cốt phục nè. Ốc phục nè. Đó, rất là đẹp ha. Đó, đẹp lắm anh em ơi. Con này nói chung là chỉ thiếu cái thùng nữa ha. Hai đầu mốt còn đầy đủ ha. Đó, hai đầu mốt mã số còn đầy đủ hết nè. Đó, Udo đúng 800 cây luôn nha anh em. Đó, anh em nhìn chắc xe ha. Đó, 800 cây rồi. Xếp tiếng máy cho anh em mình nghe ha. Dòng này thì em phái nó được cái bô nha anh em. Cái bô nó nổ nghe rất đã nha. Đó, xe đúng đi 800 cây nổ chắc. Tiếng rất cực kỳ chắc nha anh em. Đó, dòng này thì nói chung là mình đi đường trường, đường xa nha, là căng mọi địa hình nha anh em. Đường gồ ghề, đường ổ gà nha, nói chung là lướt hết nha anh em. Đó, còn đường trường, đường láng thì nói chung là Winner này đi phơi lắm nha. Đó, em có cầm chạy rồi thì nói chung là mình có trải nghiệm rồi là mình biết ha. Đó, em trải nghiệm con này rồi đi đường xa nha, rất là phơi luôn anh em ơi. Máy cực mạnh nha, cực bốc nha. Đó, nổ. Đó, máy nhất là tiếng bô nha anh em. Dòng này thì nói chung là nó được cái là cái hơi nó rất mạnh nha. Cái hơi nó nghe đã mạnh lắm. Nó có thể chạy bốc hơn ẹp nha anh em. Đó, ẹp trên 50 thì ga thì không lẫy đâu. Quá đã luôn em ơi. Rồi, con đỏ này 800 cây nha. Bên em đang bán giá với 26 năm nha anh em. 26 năm là bên em ra biên lai cửa hàng giao vào quẹt nha. Đó, anh em muốn sang tên của hồ sơ đó, anh em xin phí giùm em ha. Rồi, xe này rất là mới nha anh em. Bao đẹp, bao lỗi cho anh em mình ha. Đó, đỏ đen. Đó, em tắt máy em qua con bạc nha. Bao đúng đồng hồ luôn nha anh em. Nó không có tua chô vô nha. Bao anh em ha. Rồi, em sẽ qua con bạc đen nha. Bạc đen này giá cũng cực kỳ tốt cho anh em luôn nè. Con này 2022 nha anh em. Bạc đen bản ABS nha. Bản ABS. Bạc đen ABS nha. Con này màu thì màu bạc mà nhám nha anh em. Bạc mà nhám chứ không phải là bóng nha, chứ không bóng giống này ha. Này là màu bóng nha. Còn con này là bạc nhám nè. Ha, bạc đen. Con này thì phục vàng ABS ha. Đó, ốc tán còn rất là đẹp nha anh em. Còn màu ha, nước sơn chấm hãng còn này hết ha. Đó, xe thì xe này vỏ trước vỏ sau còn theo xe nha. Xe này đời 2022. Đó. Mình áo đồ rất là đẹp nha anh em, màu bạc rất là đẹp luôn. Đó, mấy dòng này thì nói chung máy móc thì nói chung không đụng chạm đâu nha anh em. Quan trọng chất xe ha. Chứ dòng Winner V3 mẫu mới thì nói chung là mình không chạm máy móc gì đâu. Đó, máy thì bao cực chắc cho anh em ha. Cái đó anh em yên tâm ha. Nói chung xe mua ở cửa hàng xe máy gánh thép thì anh em yên tâm nha. Máy bao chắc, xe bao đẹp cho anh em ha. Vỏ trước vỏ sau còn nè, vỏ sau vậy nè.
Đó, xe này mâm ok nha nè, không bong chóc, không có oanh nhỉ luôn ha. Đó, còn cái viền này là viền hãng là tay sơn nha, chứ không phải dán nha nè. Đó là màu vàng ha, màu vàng, viền vàng này là zin nha nè, chứ không phải là mình sơn nha. Đó, trong hãng sơn zin là nó vậy ha. Đó, mình áo rất là đẹp ha, phối cái tem Vinus màu vàng nè, cực đẹp luôn nha anh em. Đó, xe này thì nói chung là phối cái tem Vinus ha, không có màu mè nha anh em. Màu bạc là chỉ được cái tem Vin tem này thôi ha. Đó, còn nguyên con là bạc đen ha, không có tem kiểu này kia ha. Đó, xe này ốc cốt đồ nhông trên đĩa còn chân nè anh em ơi. Đó, đời 2022 nha. Còn rất là đẹp luôn. Xe này cũng biển Kiên Giang luôn ha. Xe này lỗi nhanh nha anh em. Thường thì anh em về mua sẽ chế nhanh sát ha. Tại vì nhanh lòi ra này đi mình dễ dướng nha. Đó, mình dắt xe ra vô hoặc mình đi nó dễ dướng, nó cái nhanh lắm nha. Đó, anh em về anh em gắn cái nhanh thiết kế nhanh sát vô đó, ok nha anh em. Xe này thì còn một mod thôi nha, còn một mod nha. Đó, con tắt đồ đẹp nè, còn hết trơn nha anh em. Xe này đi đâu 9.000 mấy cây anh em ơi. Đó, 9.075 cây ha. Còn rất là đẹp luôn nha anh em, rất là mới luôn. Đó, bên em về cặp này thì giá cực kỳ tốt ha. Thì em quay clip để anh em xem video, anh em cũng nghe giá nha. Tại vì em bán quay là em báo giá chứ nè, công khai trên clip nha anh em. Con bạc này thì em bán 23 năm ha, 23 năm xe đẹp luôn, 23.500.000 ha. Đó, xe này phục dạng nha anh em, phục dạng mâm mộng còn rất đẹp luôn nè. Đó, máy móc thì anh em khỏi miễn bàn nha, miễn bàn máy móc nha. Đó, test máy cho anh em nghe luôn. Phơi nè. Máy cực im nha. Đó, dòng Winners này thì anh em xài anh em một là nhớt nha, hai là nhớt nè. Đầu tiên là nhớt với nước mát nha anh em. Đó. Mình phải kỹ với nhớt với nước mát nha. Tại vì xe này nó làm mát động cơ bằng nước nha. Đó, làm mát động cơ bằng nước cho nên mình xài là mình phải để ý đến nước mát rồi nhớt này kia ha. Đó, còn xe bên em là bao chắc nha anh em, bao chắc bao giá tốt nha nè, cực kỳ giá tốt luôn. Đó, anh em mua về anh em xài anh em tiết kiệm được mới nha, xe cực đẹp nha anh em. Rồi, anh em nghe hại thì anh em cứ liên hệ cho bên em ha, hay liên hệ cho em Sang nha, qua số điện thoại 032 5555 330. Đó, em là Sang nha, em có Zalo số điện thoại luôn nha anh em. Anh em cần xe nào tại cửa hàng xe máy cánh phép á, anh em cứ inbox Zalo nha, Zalo số điện thoại của em nha, em trả lời anh em 24/24 nha. Rồi, hai xe này thì em bán với giá là em giao giấy tờ biên lai cà quẹt cửa hàng nha anh em. Bao an ninh cho anh em tranh chấp ha. Rồi, em cũng xin kết thúc video nha anh em. Hẹn anh em các clip khác nha. Rồi, Sang xin chào anh em.